Mọi người tập trung hết toàn bộ quân lực vào đây đây, tôi điểm danh lại một lần nữa. Có lực qua đây. Có cướp kìa. Server 256/256 mãi mới vào được. Đúng rồi, server đang rất đông ở đấy, mọi người cẩn thận bị đít nha. Mọi người thỉnh thoảng di chuyển nếu không bị đít nha. Mãi em đít là không vào được đâu. Thông báo với mọi người như này. Chúng ta sẽ có một buổi giao lưu đối đầu với lại cả bên Arabay. Thì lúc đầu bên họ chỉ có tầm 30 người, thế họ xin thêm quân số bên kia tầm 15 người hỗ trợ là bên Zelaka. Đấy thì coi như là vẫn chỉ là giao lưu thôi. Hãy nhớ là mỗi người chỉ có một mạng sống duy nhất, vì vậy chúng ta hãy trân trọng cái mạng sống của mình trong cuộc chiến này. Ok chưa? Chúng ta sẽ thi đấu ở cái đoạn tam giác quỷ bao gồm đoạn Sagot, Camrenan và Helheim. Cái đoạn mà lúc nãy chúng ta dàn quân ở đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ giao tranh ở đấy. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là đây là một cuộc chiến giao lưu vui vẻ thôi, vì vậy mọi người cũng cẩn trọng lấy ăn tiếng nói trong những tình huống giao tranh, cấm chửi bậy, phát ngôn bậy bạ hoặc là có tình huống khiêu khích quá đáng với cả bên kia. Được chưa? Đấy là cái thông báo của tôi. Cái thứ hai là hiện tại ở đây là chúng ta có 40 người, còn bên bạn là 45 người. Thế nên là chúng ta sẽ thi đấu nó là 40 đến 45. Chúng ta thua thiệt về 5 người thôi, nhưng mà về tiềm lực thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể lo được, đảm bảo được. Mọi người nghe rõ chưa? Rồi, bây giờ thì các đại tướng quân, các nguyên phái điểm danh quân số rồi báo lại cho ta, rồi chúng ta bắt đầu di chuyển ra thôi. Tướng nguyên soái ok vào đánh đi, nguyên soái ok vào đánh đi, không thiếu người đấy. Bắn bằng người là bắn 4 phát, 4 đến 5 phát đấy. Chưa rồi. Nguyên soái ok ạ, à, mình đang thiếu người đấy, vào đánh đi. Không thiếu người đấy. Thì bộ binh nghe. Đánh chú ơi. Tôi nghĩ bộ binh nên chia ra. Từ từ từng người nói một thôi. Ai lên tiếng? Rồi Chin nói đi. Bây giờ em này, em Chin bây giờ. Hôm nay đất ơi thay khiên lên khiên đó ấy lắm. Không nghe thấy gì cả, nhiều người nói quá. Khiên đấy. Thấy hết sạch chưa trong nhà nhá, nếu mà cầm cái hơi lắm. Cái gì? Là ý em hỏi là có được giết bác sĩ bên kia không? À không, chắc chắn là không được giết thôi. Rồi để em dẫn mọi người. Ok. Rồi. Mua hết chưa? Ben ơi. Mọi người lưu ý là không giết bác sĩ nha. Lưu ý là không giết bác sĩ nha. Không say máu nha em. Lưu ý không giết bác sĩ nha. Đúng rồi. Rồi nguyên soái ok chỉ huy nhá. Bởi vì chúng ta thiếu quân đấy. Để trong kia đủ hết người chưa? Bắt đầu di chuyển ra này. À, bơm rú ơi. Đừng đi farm nữa bởi vì hiện tại đã không có người bảo kê đâu. Em đi xem chiến tranh này, em đi xem chiến đấu này nhá. Ok, tí farm sau. Bên cầu đợi cô và lúc chết á, chứ không là bắt đồ á. Không, mình chết mình chạy ra đấy, mình đứng trên đấy luôn, nhớ là không nhặt đồ lại nhá, khi chết nhá. Mình chỉ ra mình đứng trên xác thôi, khi nào đánh nhau xong mình mới nhặt đồ. Ok chưa? Anh em tìm chỗ cao. Trên xác á. Đứng ở chỗ khác chứ. Rồi mọi người. Đội kỵ binh bắt đầu di chuyển dần ra đi, kỵ binh di chuyển dần ra đi. Đi chậm thôi nha. Thôi để tôi đi đầu cho, Đội bộ binh di chuyển hàng hai nha. Để tôi đi đầu cho. Đi chậm thôi đội bộ binh nào, mọi người đi vào hàng ngũ em nào, lại chen lấn lên rồi. Đi chậm thôi đi vào hàng ngũ. Mình xếp 3 hàng thì cũng được. Chuyển đi. Đi chậm thôi, đợi bộ binh nào đi vào hàng đi, lại thành 4 hàng dưới này. Anh em bình thường nào. Không chiến hàng, anh em kiểu bên đâu rồi. Hàng hôm qua làm đẹp lắm mà, ai đi trước đi sau gì cũng được hết. Đúng rồi. Một lúc liên thôi, một lúc. Sao cái gì mà đi 3-4 hàng dữ vậy? Whistle vô hàng đi nè. Bảo 3 hàng xong. Whistle vô hàng luôn. Nó chuẩn. Rồi mấy bên đài. Đi hai hàng thôi nha, đi hai hàng thôi nha. Cố gắng sống sót, chỉ càng nhiều đất càng tốt. Bên đội của Su Vinh chấp đã bộ bên bộ bên nghe đây, theo bọn ta nghe theo lời của nghe từ lời của tướng quân. Quang Biếc nói nhiều quá. Các vị bên đài hay chặt đúng không? Từ để cho tôi nói chuyện nào. Phiền Linh Đệ đi vòng đằng sau cái khu thành trước mặt này, Linh Đệ bày quân ở trước cái bay newbie được không? Để cho bên này thì bên ta sẽ dàn quân ở đây thì chiến trường phía trước mặt nó sẽ rộng rãi hơn là một góc bên này. Ok.
Ok, thế thì bên Linh Đệ là sẽ dựa vào thành newbie, còn bên tôi thì dựa vào cái thành bỏ hoang này nhá. Ok, thế khi nào xong xuôi rồi thì mình lại nói chuyện. Ok. Ok ok, Linh Đệ. Nào, di chuyển theo tôi nào, di chuyển theo tôi nào, di chuyển nào. Rồi. Bên Moret đứng từ đây trở về phía sau, bên Moret trở về sau. Còn mời Linh Đệ di chuyển sang thành thành Bay Newbie đi. Khoảng đất trước mặt này chúng ta sẽ dùng để giao chiến. Bọn tôi sẽ đến đây là mốc ranh giới của bọn tôi. Mọi người đi theo Linh Đệ kìa, mọi người đi theo Linh Đệ kìa. Bên Iron đi. Mọi người đi theo tôi nhá, mọi người đi theo tôi, mọi người đi theo tôi này. Để lên đi chứ. Đây các thủy binh ơi. Rồi xuống xuống xuống. Rồi Moret, Moret. Moret bày trận ở đây đi, Moret bắt đầu bày trận đi. Moret bắt đầu bày trận. Họ bốc kỹ theo tôi này. Mọi người di chuyển theo các tướng quân đã chia vị trí ra từ đầu rồi, mọi người di chuyển dần đi. Đội cung thủ vào vị trí, đội hổ báo kỵ vào vị trí, đội chó điên vào vị trí, đội bộ binh vào vị trí, đội cung thủ vào vị trí, đội bộ binh chiến đấu vào vị trí, đội bộ binh xe tăng vào vị trí. Tất cả vào vị trí đi, chia hết đội hình ra đi, vào hết vị trí đi. Rồi tập trung này, tập trung này, tập trung nghe tôi côn này, tập trung nghe tôi côn, tập trung nghe tôi côn này. Đội hổ báo kỵ đâu rồi, đội hổ báo kỵ đâu? Đúng đúng đúng. Đội báo kỵ trên kia đấy. Tào Tháo ở đây, Tào Tháo ơi. Xin tôi xin đây đây đây. Đợi 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 đánh chuột nó. Rồi, đầy đủ tất cả các đội trưởng ở đây chưa? Ờ, tôi xin thông báo với mọi người. Đây là một cuộc chiến giao lưu, nhưng mà chúng ta vẫn phải cho họ thấy cái sức mạnh quân sự của Moret là không thể coi thường. Chúng ta quân lực yếu hơn, chúng ta có 40, bên đội bạn là 45. Nên là chúng ta sẽ lấy ít. Ai nói đấy? Những ai mà cần trang bị các thứ thì bấm Q lên để xin gần đi. Còn lại để đấy tôi nói chuyện đã, cho xong đã. Chúng ta vẫn phải cho à vâng, phiền lãnh chúa đợi bọn tôi đúng một phút nữa, xong rồi khi nào xong rồi tôi sẽ ra báo với lãnh chúa. Đây là lúc mà chúng ta phải cho họ thấy cái sức mạnh quân sự của Moret là như thế nào, mặc dù chỉ là một trận đấu giao lưu. Chúng ta có 40, bên đội bạn có 45 người. Tôi đề nghị là tất cả các đội trưởng tập trung quân lực, truyền tải được cái nội dung mà tôi vừa truyền tải đến cho các tướng quân để chúng ta cùng thi đấu hết sức mình. Thắng thua không việc gì phải buồn hay vui cả. Thắng thì không kêu mà bại thì không nản, chỉ là giao lưu thôi. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức, được chưa? Hãy nhớ đây là cuộc chiến chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Ai chết hồi sinh, quay lại đứng ở chỗ cái túi mà mình vừa chết và đứng im ở đấy. Sẽ không xiên những người mà trắng đồ đến được cả hai bên. Ok chưa? Không xiên hậu cần, tức là không xiên bác sĩ, được chưa? Tất cả đội kỵ binh, đội bộ binh, đội cung thủ, biệt đội chó điên, biệt đội hổ báo kỵ, đặc biệt nghe lời đội trưởng. Nếu mất đội trưởng thì không được tự ý làm. Mất đội trưởng thì chúng ta vẫn phải về tập trung đội hình và nghe lệnh của nguyên soái. Ok, khi nào mất nguyên soái ok mà tôi còn thì mọi người có thể nghe lời tôi, được chưa? Còn nếu không thì vẫn tuyệt đối nghe lời của đội trưởng. Mọi nghe rõ chưa? Không được tự ý hành động và đặc biệt là không đâm quá sâu đội hình. Chúng ta ít người hơn nên chúng ta sẽ đánh thủ trước, cho đội bạn đánh công trước. Ok chưa? Chúng ta sẽ thủ để cho đội bạn tiến công. Rồi ok, nguyên soái ok, có muốn nói gì không? Không ạ. Rồi ok, mọi người vào vị trí đi. Để tôi lên báo bên kia. Linh đệ, Linh đệ, Linh đệ, Linh đệ ơi. Linh đệ, Linh đệ, Linh đệ. Linh đệ, Linh đệ đâu rồi? Linh đệ đâu rồi? Đây. À, bên tôi xong rồi, bên tôi có 40, bên này 45. Vì vậy nên là bọn tôi sẽ nhường cho bên Abay sẽ là bên tấn công, được chưa? Ok. Ok. Bọn tôi nhường bên anh tấn công trước đấy.
anh tấn công trước đi. Bên tôi có 40, bên tôi ít người hơn. Tết à? Tết à? Được rồi. À thế thì thôi, bên tôi sẽ quyết định là bên tôi sẽ thủ. Rồi. Và chúng ta bắt đầu giao chiến, và xin thông báo là những ai mà trắng giáp, tức là không mặc gì mà đứng ở chỗ hòm đồ thì chúng ta sẽ không tấn công. Chúng ta chỉ có một mạng duy nhất thôi. Ok. Chúng ta không tấn công đội bác sĩ hồi máu, nhưng mà yêu cầu là bác sĩ hồi máu phải đứng thật xa. Ví dụ như bên tôi là bác sĩ hồi máu đứng ở tận đấu trường. Thì bên anh cũng phải cho đội hồi máu đứng xa hẳn ra để tránh trường hợp là đang đánh nhau thì chạy về hồi máu, được chưa? Lãnh chúa ơi, tôi đi từ đầu với lãnh chúa là không bác sĩ mà một mạng thôi mà. Không lãnh sĩ mà bác lãnh chúa. À không bác sĩ à, thế để tôi cho bác sĩ về luôn. Không bác sĩ luôn nhá. Ok. Ok, được rồi. Bác sĩ luôn. Thế tôi cho bác sĩ về nhá. Thế xong rồi bắt đầu chúng ta chiến đấu thôi. Anh lại đây báo nhá. Ok. Ok, bao giờ xong rồi nhỉ? Lại đây báo phát nhá. Nam Y ơi, không cần bác sĩ nữa, không cần bác sĩ nữa rồi. Ê, không bác sĩ, ê, thi đấu không bác sĩ về đi. Bác sĩ lùi, không thi đấu không bác sĩ về. Ê, không bác sĩ, không bác sĩ. Alo. Không sử dụng bác sĩ trận đấu này, bác sĩ về đi. Bác sĩ về đi. Bác sĩ về luôn, không hồi phục. Về đi, không hồi phục. À đánh rồi. Ôi. Không chém. Cùng nó yếu lắm mà. Một ngựa. Di chuyển đi. Lạc quá. Này, đội cung họ trên núi bắn nhá, đội cung họ trên núi bắn nhá, anh em để ý. Đội hình khí ngân châu. Đội hình khí ngân châu đâu? Tiếp tục di chuyển thẳng lên, giữ đôi hình. Giữ này. Ngay đó hình như đội quân của tập đệ nhất đã chết hết rồi.
hai tôi hai đối thôi, hai đối thôi. À xỉn thế không chết ạ. Hai anh em ơi. Bóng lên bên em. Đấy, đánh phải từ từ thôi, hiểu không? Chiến thuật phải dần dần. Trong này kỵ binh không vào được. Trường vũ kỵ này. Hai tướng quân. À, đứng trên dốc khó chém quá. Hai chém đi. Hai. Rồi tập trung lên. Chỉ huy mau. Thôi đánh đi, sắp xong rồi, đánh đi, đánh nốt đi. Chết rồi, 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 chết rồi,
Thôi thôi thôi, đừng đi, đừng đi. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Có rồi, có một. Dừng đi, dừng đi mọi người, dừng đi, dừng đi mọi người, dừng đi. Bình tĩnh lên rồi. Rồi, giờ di chuyển về đây, cho bên họ di chuyển về đây, cho bên họ di chuyển về đây. Dừng đi nhá, dừng nhá, dừng đi nhá, dừng đi nhá. Dừng đi. Bác sĩ cho bác sĩ tôi hồi phục. Em giết một quân đồng minh. Rồi rồi, không sao, không sao, không sao. Chiến thắng là tốt rồi. Ta giết một quân đồng minh. Thế cho ta bực con ngựa sang nói chuyện với bên kia nhá. Ta bực con ngựa sang bên kia nói chuyện. Bòi béo đâu rồi? Tôi có lời khen cho bòi béo. Đâu, đứa bòi béo đâu? Tất cả tập trung ở đây đi, tất cả tập trung đi, tất cả Moret tập trung đi. Tự nhiên lại lao vào trong cái thành để bị quây ạ. Tập trung đi. Chốc, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tập trung. Tuyệt vời các tướng lĩnh, tuyệt vời các tướng lĩnh ơi. Ngày hôm nay ta rất tự hào về các tướng lĩnh. Tập trung đi mọi người, tập trung ra hồi phục đi. Mọi người hồi phục đi, ông ra đây. Hồi phục đi, rồi tập trung ở đây.